Chương 13 sử dụng quy tắc vàng Carnegie. Bây giờ chúng ta sẽ thảo luận về nguyên tắc thứ 13 của triết lý thành công, sử dụng quy tắc vàng. Quy tắc mà hầu hết mọi người đều tin tưởng, song rất ít người thực hiện theo. Có lẽ bởi vì quá ít người hiểu ý nghĩa thực sự của quy tắc này. Tất nhiên, cái chiều sai lầm về quy tắc này mang tới những kết quả tiêu cực. Những lợi ích thực sự của quy tắc vàng không đến từ người nhận được ân huệ đó, nhưng những lợi ích đó lại quay về cho người tạo ra ân huệ đó bằng cách mang về cho họ sự thanh thản trong lương tâm, sự bình yên trong tâm trí và xây dựng nên những phẩm chất của một tính cách thu hút. Những phẩm chất sẽ thu hút những điều tốt đẹp trong cuộc đời, bao gồm cả tình bạn vĩnh viễn và của cải. Để sử dụng quy tắc vàng hiệu quả nhất, chúng ta nên sử dụng kết hợp với nguyên tắc đi thêm một dặm. Nguyên tắc có sự xuất hiện của quy tắc vàng. Quy tắc vàng sẽ cho ta một thái độ sống đúng đắn, trong khi nguyên tắc đi thêm một dặm tạo ra hành động đặc trưng cho quy tắc này. Sự kết hợp giữa hai nguyên tắc này cho một người sức mạnh thu hút, tạo ra sự hợp tác thân thiện với mọi người cũng như là cơ hội để tạo ra của cải vật chất. Hiểu từ những điều ngài nói, tôi cho rằng niềm tin thụ động vào quy tắc vàng mang lại rất ít lợi ích. Carnegie: đúng vậy, niềm tin thụ động vào quy tắc này chẳng mang lại điều gì hết. Chỉ có việc áp dụng quy tắc này mới mang lại lợi ích, và những lợi ích đó vô cùng phong phú và đa dạng. Hầu hết trong các mối quan hệ của con người, những lợi ích quan trọng mà quy tắc này mang lại là: quy tắc vàng mở cửa cho tâm trí sự dẫn dắt của trí tuệ vô hạn thông qua niềm tin. B. Phát triển sự tự chủ giúp một con người có sự nhìn nhận tốt hơn về bản thân mình. C. Xây dựng nên một tính cách tốt đẹp đủ để cứu sống được cá nhân đó trong những tình huống khẩn cấp. Phát triển một tính cách thu hút. D. Thu hút sự hợp tác thân thiện của những người khác trong mọi mối quan hệ. E. Ngăn cản sự chống đối của những người khác. F. Cho cá nhân sự bình yên trong tâm trí và tự do vượt ra khỏi những hạn chế tự đặt ra. G. Cho cá nhân sức mạnh miễn trừ khỏi nỗi sợ hãi, bởi vì một người với một lương tâm trong sáng ít khi sợ hãi bất cứ điều gì hay bất cứ ai. H. Cho cá nhân cầu nguyện với một trái tim và một lương tâm trong sáng. I. Thu hút những cơ hội thăng tiến trong nghề nghiệp hoặc trong các ngành nghề kinh doanh. K. Loại bỏ khao khát hưởng lợi mà không muốn bỏ ra bất cứ nỗ lực nào. L. Biến việc cung cấp các dịch vụ hữu ích trở thành một niềm vui. M. Cho cá nhân danh tiếng để giao dịch một cách trung thực và công bằng, nền tảng căn bản của mọi sự tin cậy. M. N. Đóng vai trò can ngăn những lời khiển trách đối với những tên trộm. O. Biến một người trở thành một tấm gương mẫu mực đối với mọi người xung quanh. P. Ngăn cản mọi bản năng tham lam, đố kỵ và báo thù, và phát triển bản năng yêu thương và tình đoàn kết. Q. Giúp cá nhân giao tiếp với tạo hóa thông qua một tâm trí bình yên. R. Cho phép một người nhận ra niềm vui khi chấp nhận một sự thật là mỗi con người đều phải có trách nhiệm quan tâm tới đồng loại. S. Phát triển một tính cách tinh thần sâu sắc. Những lợi ích trên không phải do cá nhân tôi tự nghĩ ra, đó là sự thật. Một điều mà tất cả mọi người áp dụng quy tắc vàng như một thói quen hàng ngày đều biết đến. Hiểu, từ những phân tích của ngài, dường như quy tắc vàng là nền tảng căn bản của mọi phẩm chất tốt đẹp của con người, và việc áp dụng quy tắc vàng cho một người sức mạnh chống lại mọi thế lực phá hoại. Carnegie: đúng vậy, quy tắc này tạo ra sức đề kháng chống lại mọi bệnh tật của loài người, nhưng sức đề kháng lại mang tính tiêu cực. Quy tắc này cũng cung cấp sức mạnh thu hút tích cực để con người có thể đạt được bất cứ điều gì trong cuộc sống, từ sự bình yên trong tâm trí, những hiểu biết về tinh thần tới những nhu cầu vật chất của cuộc sống. Hiểu, một số người cho rằng họ muốn sống theo quy tắc vàng nhưng không thể làm được như vậy, bởi vì những người không sống theo quy tắc này sẽ lợi dụng họ. Ngài nghĩ sao về điều này? Carnegie: khi một người nói rằng họ không thể sống theo quy tắc vàng mà không chịu thua thiệt, thì người đó rõ ràng là thiếu hiểu biết về quy tắc này. Mặc dù đây là một điều khá phổ biến, nếu anh nghiên cứu về những lợi ích mà quy tắc này mang lại cho một người mà tôi đã kể ra, anh sẽ thấy rằng không ai có thể tước đoạt đi những lợi ích đó. Tôi nghĩ sai lầm khá phổ biến của mọi người về quy tắc này là họ cho rằng những lợi ích đến từ việc áp dụng quy tắc này phải đến từ người nhận được ân huệ, trong khi chúng có thể đến từ những nguồn hoàn toàn khác. Và sự hiểu lầm này cũng được sinh ra từ niềm tin sai lầm rằng những lợi ích mà nguyên tắc này mang lại chỉ là những lợi ích về vật chất.
Những lợi ích lớn nhất có được từ việc áp dụng quy tắc vàng sẽ đến với người sử dụng nguyên tắc đó. Đó là sự bình yên trong tâm trí dẫn tới sự phát triển, một tính cách tích cực. Không có tài sản nào có giá trị như một tính cách tích cực, và đây là điều mỗi cá nhân đều phải tự xây dựng cho bản thân mình thông qua suy nghĩ và hành động của bản thân. Tính cách tích cực có một giá trị rõ ràng và thực tế. Hiểu, điều này có vẻ như không đúng thưa ngài Carnegie, bởi vì một số người sẽ lợi dụng những người sống theo quy tắc vàng và có thói quen này là một điểm yếu. Carnegie, một số người làm điều này, song đó chỉ là thiểu số, nên nó trở nên không hề đáng kể. Theo quy luật trung bình, tôi ước tính rằng trong số 100 người thì chỉ có một người không đáp lại, còn 99 người sẽ đáp lại quy tắc này. Vì vậy, theo quy luật trung bình, anh có thể thấy rằng hoàn toàn có thể bỏ qua những thiệt hại mà một người gây ra. Hơn nữa, quy luật bồi thường sẽ tham gia vào sự chuyển hóa và như một kế hoạch kỳ lạ của tự nhiên mà con người vẫn chưa biết. Những thiệt hại gây ra bởi những người thiền cận cũng có thể được đền bù bởi 99 con người đáp lại quy tắc này. Emerson đã đưa ra tính toán này trong bài viết về sự bồi thường. Hiểu, nhưng rất ít người biết tới bài viết của Emerson hay là quy luật bồi thường. Và những người nếu biết tới những điều đó thì cũng coi đó là những bài thuyết giáo về đạo đức. Họ không nhận ra những giá trị thực tế của quy tắc này trong các vấn đề hàng ngày của cuộc sống. Vì vậy, ngài có thể đưa ra quan điểm của ngài về tính hiện thực của quy luật bồi thường trong các vấn đề kinh doanh và trong lĩnh vực công nghiệp qua những điều mà ngài đã trải nghiệm. Carnegie, kinh nghiệm của tôi trong kinh doanh cũng như trong các mối quan hệ khác đã khiến tôi bắt buộc phải thừa nhận tính đúng đắn của quy luật bồi thường như là một chân lý mà không ai có thể thoát khỏi, dù anh ta có thông minh và cố gắng tránh né tránh nó như thế nào đi chăng nữa. Luôn có những tình huống nâng con người lên cũng như kéo người ta xuống vị trí họ thuộc về dựa trên suy nghĩ và hành động của người đó. Một người có thể trốn tránh sự tác động của quy luật này trong một khoảng thời gian, nhưng đối với khoảng thời gian là một đời người, quy luật này sẽ hút anh ta về đúng nơi mà anh ta thuộc về. Suy nghĩ và hành động của anh ta sẽ quyết định nơi mà anh ta thuộc về và những ảnh hưởng anh ta có trong mối quan hệ với mọi người. Một người có thể tạm thời né tránh những trách nhiệm của anh ta đối với đồng sự, song anh ta không thể né tránh mãi những hậu quả của việc né tránh trách nhiệm này. Hiểu, liệu một người có nên áp dụng quy tắc vàng khi việc áp dụng nó mang lại hiệu quả ngay tức thì và không áp dụng nó khi mang lại những bất lợi? Carnegie, không, điều đó là tự sát. Mặc dù rất nhiều người sai lầm khi lựa chọn những hoàn cảnh để áp dụng quy tắc này, để có được lợi ích lớn nhất từ quy tắc này, một người phải áp dụng nó như là một thói quen. Trong tất cả mọi mối quan hệ của con người, không có một ngoại lệ nào khác. Hiểu, đó là một kết luận khá thuyết phục. Kết luận này khuyên chúng ta không lựa chọn hoàn cảnh để sử dụng quy tắc vàng. Một người phải áp dụng quy tắc đó trong mọi hoàn cảnh hoặc sẽ phải chịu hậu quả của việc bỏ qua nó. Carnegie, anh nói đúng. Và tôi phải cảnh báo với anh rằng tất cả mọi người đều đối mặt với những hoàn cảnh cám dỗ họ bỏ qua quy tắc vàng dưới dạng những hành động, những động cơ cá nhân. Đầu hàng, những cám dỗ đó là một quyết định chết người. Những người khác có thể không nhận ra sự đầu hàng này, nhưng lương tâm của một người sẽ biết nếu lương tâm bị gạt sang một bên, nó sẽ yếu ớt và không thể phục vụ mục đích mà và nó muốn hướng tới. Một người không bao giờ nên lừa gạt người khác. Và điều quan trọng hơn là anh ta không thể trong bất cứ một hoàn cảnh nào cố gắng để lừa gạt chính lương tâm của mình, bởi vì điều đó chỉ làm suy yếu nguồn lực hướng dẫn anh ta. Một người cố gắng để lừa gạt bản thân mình cũng kém khôn ngoan như tự thả thuốc độc vào đồ ăn của mình vậy. Ngài Carnegie, hiểu, ngài Carnegie, ngài tin rằng một người có thể áp dụng quy tắc vàng trong mọi mối quan hệ và vẫn giàu có trong thời đại xem trọng vật chất này. Carnegie, không chỉ như vậy mà tôi còn phải nhấn mạnh rằng một người sống theo quy tắc vàng chắc chắn sẽ giàu có trong khả năng của anh ta. Lợi ích của việc áp dụng quy tắc này sẽ sinh ra một cách tự nguyện từ những nơi ít được mong đợi nhất. Hiểu, đó là một kết luận rất rõ ràng ngài Carnegie, bởi vì kết luận đó là một người có kinh nghiệm làm việc với rất nhiều loại người, nên tôi không có cách nào khác ngoài việc thừa nhận tính đúng đắn của nó. Sự thành công của ngài đã chứng minh rằng quy tắc vàng có thể được áp dụng trong thời đại xem trọng vật chất ngày nay mà vẫn mang lại lợi ích.
Tôi cho rằng ngài luôn luôn sống theo quy tắc vàng, nhưng tôi vẫn muốn ngài nói về điều đó. Carnegie, một người mà nói một đằng và làm một nẻo thật sự là một giáo viên tồi. Nhận thức đầu tiên của tôi về quy tắc vàng đến từ mẹ tôi từ khi tôi còn rất nhỏ. Và trước khi tôi đến Mỹ, những hiểu biết thật sự của tôi về tính đúng đắn của quy tắc này tới từ kinh nghiệm áp dụng nó để sử dụng tốt nhất khả năng và hiểu biết của mình. Hiểu, ngài đã từng phải chịu những tổn thất tạm thời khi sử dụng quy tắc vàng hay chưa? Carnegie, rất nhiều lần, nhưng tôi rất vui khi anh nói những tổn thất tạm thời, bởi vì tôi phải thực sự nói rằng, sau tất cả, tôi chưa từng mất mát bất cứ một điều gì khi sống theo quy tắc vàng. Những tổn thất mà tôi phải gánh chịu trong một số trường hợp đã được đền bù rất nhiều lần qua những tình huống khác một cách gián tiếp. Tôi sẽ cho anh một ví dụ về điều tôi vừa nói. Khi tôi mới tham gia vào ngành công nghiệp sản xuất thép, giá đó là $130 một tấn như tôi đã nói. Giá thép lúc đó là quá cao, vì vậy tôi bắt đầu tìm cách thức và phương tiện để giảm giá. Đầu tiên, tôi hạ giá xuống thấp hơn giá thành sản xuất thép, mặc dù những đối thủ cạnh tranh phàn nàn rằng tôi đã cạnh tranh không công bằng với họ. Doanh thu tăng lên nhanh chóng nhờ việc hạ giá đã giúp tôi giảm giá thép xuống thấp hơn nữa. Tôi nhanh chóng nhận ra rằng giá thép thấp tương đương với sản lượng sản xuất ra nhiều hơn, và sản lượng sản xuất ra nhiều hơn có nghĩa là giá thành trên một đơn vị sản phẩm giảm xuống, và làm cho việc hạ giá là điều có thể chấp nhận được. Tôi duy trì chính sách này cho tới khi giá thép giảm xuống còn $20 một tấn. Trong khi đó, giá thép thấp hơn làm thép có thể được sử dụng vào nhiều mục đích khác nhau. Và sau đó những đối thủ cạnh tranh của tôi nhận ra rằng việc tôi ép họ giảm giá thép đã mang tới những lợi ích cho họ chứ không phải những thiệt hại. Vì thế mà người dân, những người công dân trong các nhà máy thép, các nhà sản xuất thép đều có lợi từ chính sách mà mới đầu tưởng như là sẽ tổn thất đối với các nhà sản xuất thép. Ngày nay thép được sử dụng để sản xuất ra nhiều linh kiện mà không thể làm được nếu giá thép vẫn duy trì ở mức trước kia. Và vì thế nếu xét về tổng thể, tôi chẳng mất mát điều gì khi hạ giá thép. Sự mất mát tạm thời của tôi đã được đền bù nhiều hơn nhiều lần nhờ những lợi ích lâu dài được mang về, và đó chính là minh chứng rõ ràng nhất cho nguyên tắc hoạt động của quy tắc vàng. Quy tắc vàng có thể gây ra những mất mát tạm thời, song xét về lâu dài, những lợi ích mang về lớn hơn những mất mát nhiều lần. Hiểu, ngài muốn nói rằng quy tắc vàng hài hòa với công việc kinh doanh. Carnegie, đúng vậy, và nếu anh muốn xem điều này được thể hiện trong thực tế thế nào, hãy nhìn Henry Ford và công việc kinh doanh của ông ta. Ông ta đã đưa ra một chính sách là sản xuất ra những chiếc ô tô an toàn cho công chúng ở một mức giá thấp nhất. Ông đã dùng những nguyên vật liệu và sử dụng những tay nghề tốt nhất để tạo ra sản phẩm, và ông ta chắc chắn sẽ có rất nhiều khách hàng, dù cho đối thủ cạnh tranh có nhiều như thế nào đi chăng nữa. Ông ta sẽ vượt xa sự mong đợi của hầu hết những người hiện nay đang chỉ trích mình. Đây là một lời tiên tri, nhưng anh hãy nhớ, hãy chờ xem, sau này nó sẽ là một lời tiên tri chính xác. Ngài Ford sẽ dẫn đầu ngành công nghiệp xe ô tô, và chắc chắn điều đó sẽ xảy ra trừ phi có một số nhà sản xuất có tầm nhìn rộng tham gia vào thị trường và làm những điều mà ông ấy đã làm. Chú thích của tác giả: nhận định này được ngài Carnegie nói vào năm 1909, và tất cả mọi học viên của triết lý thành công biết tới những thành công vang dội của Ford sẽ nhận ra sự sáng suốt trong nhận định của Carnegie. Hiểu, liệu việc áp dụng quy tắc vàng có thể trở nên không thực tế đối với những người làm các công việc chuyên môn, chẳng hạn như luật sư, một loại nghề nghiệp bắt buộc họ phải theo đuổi những phụ kiện, làm việc áp dụng quy tắc này trở nên khó khăn? Carnegie, tôi có thể thuyết giáo cho anh một bài dài về vấn đề này, bởi vì tôi có rất nhiều kinh nghiệm làm việc với rất nhiều kiểu luật sư. Nhưng tôi phải đề cập tới người luật sư này, một người có những định hướng nghề nghiệp phù hợp với câu hỏi của anh. Người luật sư này không bao giờ theo đuổi một vụ kiện trừ phi anh ta biết rằng anh ta đang bảo vệ lẽ phải. Đó là anh ta không chấp nhận một vụ kiện mà không dựa trên lẽ phải. Và vô số khách hàng anh ta từ chối nhiều hơn rất nhiều số khách hàng mà anh ta phục vụ. Nhưng tôi phải nói với anh rằng
Anh ta luôn luôn bận rộn và thu nhập của anh ta theo tôi được biết thì xấp xỉ gấp 10 lần thu nhập trung bình của người luật sư. Tôi trả người luật sư này một số tiền rất lớn hàng năm chỉ để nhận những lời khuyên của anh ta bên cạnh những dịch vụ khác mà anh ta cung cấp cho tôi. Rất nhiều người bạn của tôi cũng làm như thế. Chúng tôi thuê anh ta bởi chúng tôi tin tưởng vào anh ta và niềm tin của chúng tôi dựa trên một điều chắc chắn rằng anh ta sẽ không bao giờ lừa dối khách hàng để kiếm lợi nhuận. Hay anh ta chấp nhận một vụ kiện mà gây bất công cho một người nào. Hiểu, tôi hiểu điều ngài muốn nói. Một người luật sư có thể sống theo quy tắc vàng và trở nên giàu có với điều kiện anh ta sẵn sàng từ bỏ những vụ kiện mà không bảo vệ lẽ phải. Nhưng còn về một người khách hàng tham gia vào một vụ kiện không công bằng, có vẻ như những trường hợp này xảy ra khá phổ biến. Carnegie, trong mọi nghề nghiệp và mọi ngành nghề kinh doanh luôn có rất nhiều cách để kiếm tiền nhờ những hoạt động bất công, và tôi phải thừa nhận rằng có nhiều người sẵn sàng kiếm tiền một cách không công bằng. Nhưng tất cả những người đó dù sớm hay muộn cũng phải đối mặt với những khó khăn sẽ làm cạn kiệt quệ nguồn thu nhập của họ. Nếu không mất hoàn toàn thì cũng là một phần những gì mà họ đã kiếm được. Thật sự là có nhiều những vụ kiện bất công, một số người cố gắng kiếm lợi mà không phải bỏ ra bất kỳ một công sức nào từ sự lừa gạt và dối trá. Người luật sư có quyền chấp nhận những vụ kiện này, song tôi vẫn bảo vệ quan điểm ban đầu của mình là những vụ kiện đó cuối cùng sẽ làm kiệt quệ thu nhập mà người luật sư kiếm được. Tiền bạc kiếm được một cách không minh bạch nhờ những thủ đoạn trong nghề nghiệp có vẻ cũng tốt như những loại tiền kiếm được nhờ các nguồn minh bạch. Song những đồng tiền đó có một ảnh hưởng kỳ lạ làm một số người không muốn có nó. Bằng cách nào đó, những đồng tiền này nhanh chóng bị phung phí mà không được sử dụng để mang về lợi ích cao nhất. Cũng giống như tiền bị ăn cắp bởi kẻ cướp và những tên trộm. Anh đã từng nghe tới những tên cướp và những tên trộm thành công chưa? Tôi biết rất nhiều người ăn cắp và ăn trộm được một đống tiền. Hầu hết, họ bây giờ đang nghỉ dưỡng trong nhà tù. Tất cả mọi quy luật của tự nhiên đều mang tính đạo đức. Tạo hóa không bao giờ bằng lòng với những giao dịch phi pháp. Giao dịch phi đạo đức bất kể đó là giao dịch gì. Và chưa có người nào có thể thoát khỏi sự tác động của quy luật tự nhiên trong một thời gian dài. Tôi tin rằng bí mật về sức mạnh vĩ đại của quy tắc vàng nằm ở tính hài hòa của nó với những quy luật đạo đức. Nó thể hiện mặt tích cực của những mối quan hệ con người. Vì thế nó có quy luật đạo đức hậu thuẫn phía sau. Hiểu, chúng ta hãy tìm hiểu về trường hợp của một người đàn ông và một người phụ nữ trẻ mới bắt đầu khởi nghiệp. Việc áp dụng quy tắc vàng sẽ mang lại lợi ích gì cho họ? Carnegie, yếu tố cần thiết để có được thành công trong bất cứ một lĩnh vực nào là một tính cách thu hút. Việc áp dụng quy tắc vàng sẽ phát triển một tính cách thu hút và một danh tiếng. Có thể anh sẽ muốn nghe một ví dụ về những người trẻ áp dụng quy tắc vàng để thu được lợi ích như thế nào. Vì thế chúng ta hãy cùng kết hợp quy tắc vàng và nguyên tắc đi thêm một dòng. Quy tắc mục đích rõ ràng để xem kết quả của chúng ra sao. Sự kết hợp này nếu được thực hiện một cách kiên trì và trung thực sẽ mang lại một cuộc sống sung túc cho bất kỳ một người trẻ tuổi nào. Hiểu, sự kết hợp này sẽ mang tới lợi ích cho cả những người lớn tuổi và những người trẻ tuổi. Carnegie, đúng vậy, nếu một người biết anh ta muốn gì, quyết tâm để đạt được nó, hình thành nên thói quen đi thêm một dặm và hợp tác với mọi người dựa trên quy tắc vàng, anh ta chắc chắn sẽ thành công. Anh ta sẽ có được rất nhiều ưu ái dù xuất phát điểm của anh ta khiêm tốn tới mức nào. Hiểu, liệu sự kết hợp giữa ba nguyên tắc trên có ích cho một người trong quá trình học tập để chuẩn bị cho công việc tương lai khi đang theo học phổ thông và đại học hay không? Liệu việc áp dụng những nguyên tắc đó có cho một người lợi thế hơn hẳn những người không áp dụng chúng? Carnegie, tất nhiên là có. Như tôi đã nói trước đây, một trong những điểm yếu của hầu hết mọi người là khi đi học, họ chỉ học để lấy điểm số và vượt qua kỳ thi mà không biết họ sẽ làm gì với những kiến thức đó sau khi ra trường. Tôi cho rằng hầu hết những hành động không có mục đích đều lãng phí, bất kể nó được thực hiện khi nào và thực hiện ở đâu. Những người có mục đích hay là những người mà thế giới gọi là những người năng động và thành công luôn 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 hành động với một mục đích cụ thể trong bất cứ một công việc nào mà họ làm.
Họ hành động với một động cơ rõ ràng, một kế hoạch cụ thể và họ sẽ tới đích bởi họ biết mình đang đi đâu và quyết tâm không dừng lại cho tới khi họ tới được nơi mình muốn. Hiểu, Ngài tin rằng những người có thói quen ứng xử với mọi người theo quy tắc vàng, có thói quen đi thêm một dặm sẽ gặp ít sự chống đối từ những người xung quanh hơn. Carnegie, nói chung là họ sẽ không gặp phải sự chống đối nào từ những người khác. Trái lại, họ sẽ có được sự hợp tác sẵn sàng và đồng thuận của mọi người. Lịch sử đã cho thấy điều này. Hiểu, vì thế chúng ta có thể nói rằng hai nguyên tắc này không chỉ đóng vai trò hướng dẫn đạo đức mà còn quét sạch sự chống đối của những người khác. Carnegie, đúng vậy, tôi muốn nhấn mạnh tới một lợi ích khác mà một người có được nhờ việc sống theo hai quy tắc này. Đó là những người áp dụng hai quy tắc này như một thói quen hàng ngày sẽ thu được lợi ích nhờ sự tương phản với những người không áp dụng những nguyên tắc đó. Hết chương 13.